Bắt ngàn anh em ạ. Bắt ngàn anh em ạ. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay nhà có khách anh em ạ. Con ngàn to lắm đấy. Hôm nay làm món ngan xiên nướng nhỉ khách nhỉ? Xiên nướng. Đang đấy đá sung để làm món lá nhội để nộm với thịt lợn. Trước thì toàn đấy lá nhội thôi, giờ chuyển sang lá sung rất nhanh. Lá sung ngon này. Này các bạn ăn không hết nhỉ. Cây này nó cây to rồi. Cây to rồi. Nếu mà cá đốt khá tốn cá đấy anh Hoan nhỉ. Cái này phải nói hàng tạ cá chứ mới hết được. Y 10 hay chăn đấy anh Hoàn đấy. Đang nắp cái dáng dáng máy sợ chăn cái. Y 10 chăn thành cơ. Quá ngon nó bằng nó. Ừ. Biết thế cái này cho chẩm chéo sẽ ngon hơn cho cái này nhỉ. Không cho sa tí nó màu nó đẹp. À. Đây, cô Kim đang thái lá sung để tí nộm với tai móm lợn nha anh em nhá. Ô món này hôm nay mình lại không có vừng, nếu có vừng cho vào một tí mới ngon đấy nhở. Vừng ấy. Không à? À món này không hợp à? Vừa chọ ớt với mắc khén mọi người ạ. Đây mắc khén này, bột len này này mọi người. Tin màu đẹp phết đấy anh nhỉ? Đẹp. Còn xả với tỏi nữa. Tí còn xả với tỏi nữa là đủ vị rồi. Xả tỏi gừng này. Ừ, xả tỏi gừng. Đảo lên hơi anh nha. Để một lúc cho nó ngấm nha. Mấy xiên 20 phút. Cần 15 phút được rồi anh. Cái này nếu mà có găng tay mình bóp vào nha. Thế này cũng được. Đây. Các bác vừa mới đến. Nấu mấy xiên anh Hoan nhỉ? Cái này chắc phải được tầm 9 xiên đấy. 9 xiên đấy. Chị Hiền với cô Kim làm những món này đây à? À. Món này là tiết đấy đi được ăn. Làm thật ngon mà nhá chị Hiền nhá. Vâng. Hôm nay đi còn cái móm lợn với tai lợn thôi chứ không còn thịt ba chỉ nữa. Món đấy là ngon nhất đấy. À. Đang giang buổi thì đánh tiết canh. Lì vẫn mang về ăn thứ bảy của má đó. Lì vẫn ăn và ba đi làm cán khi và tông về. Cái văn hóa vẫn dùng đấy thì
Ờ ừ, phải dùng cái bàn tử. Vãi phi lạc hay này. Có con nào không? Mày đợi này. Phọt về này. Phở. Thì má khai mưng mà đó. Cái phóng mà khai mưng được. Có con con này. Vào phân chủ má, nếu con phướn là khăn trên cả. Hè tốt cái khổng vô. Mình nhỉ. Tụi nói hình quá. Ôi, đeo chủng thôi, sao hả anh? Đeo chủng này. Mà đâu có cởi bên đó kìa này. Ăn có hiêm thôi nè. Hiêm ở đây kìa. Được quá. Nói. Cáu. Trường Giang. Áo ấy là Trường Giang mà. Tiền đây. Bốn quá. Còn nhà nó. Bốn nó hiêm rồi. Vài vài tiền rồi, mức áo sao chứ nói. Ổn chứ không? Đấy, ờ đấy chống cháy đi. Ý không được, còn đỡ móm nữa. Đỡ móm. Thầy áo ký không thắm xuống cái bên ý. Áo cái xuống nó lại ăn đi. Nó bị áp khói cho ra trên ý. Ý loại chứ mà, không có báo. Làm gỏi cá, có trứng à anh Thiết? Đừng không biết là, hình như không có trứng này. Không có là, cảm giác nó thịt mỏng ấy nhỉ con này nhỉ. Đây tôi quán con đứa tôi phá cổ ra đây chọn ạ. Ồ đây. Này xây quá. Nè anh ơi. Đâu, sống sắm bắt. Đâu ón này, khiến mất xe với này gọi phá này. Đây anh em vừa lấy xem nè. Chuẩn bị đánh tiết canh anh em nhá. Alo ăn sữa nó giả lo đấy bà đều. Đây nhá. Nó thấy đấy mà. Cái này. Đấy. Tầm đấy thôi. Ớ thì tớ không mua, tớ chỉ xin vài quả thôi chứ. Thôi. Thế cái sữa kia. Thế sữa mà đi vào Chai nhiên thu rồi. Chai nhiên thu rồi. Mua cửa rẻ đó, mua. Mua rẻ. Mua rẻ. Làm đây này. Chỉ cần xin không phải chết mua, chưa mua hoài được. Bánh vào đây. Tạp ít thôi anh ạ. Nó giải nhanh rồi, chồng chồng nào nó giải. Sạc đầu lên, cái này rất là như phải xí quẩy. Quẩy rồi. Cá tầm gấp la hủy anh nghe. Nó đời tanh. 50 ngày chè, 50 ngày bát. Nộm đá sung. Khá nhiều thịt đấy nhỉ. Hôm nay nộm này chị Hiền nhỉ. Đi lá chanh với rau thơm nữa là lá chanh quá. Thấy cái mấy hồn quá quá.
nhìn ngon lắm cái này, món này. Hồi trước cái toàn nộm bằng lá sung thôi nhỉ? Không, lá nhồi. Bắt mẹ. À, lá nhồi. Ừ đúng rồi. Toàn lá nhồi thôi, không có lá sung này nộm đâu. Anh Thiết đang băm bổi để cho vào món gỏi cá. Trộn gia vị đấy à anh Hoan? Ít rồi mà, cái này nó lên màu rồi. Này nó lên màu rồi. Nửa lọ đấy mà nhỉ. Trong đấy có tỏi này, ớt này, nước măng chua đúng không? Nước lọc. Okay. Xong là cả bổi. Cả bổi đúng không? Ôi như này, trộn như này chắc là đều hơn đấy nhỉ? So với làm mọi khi ấy nhỉ? Một cái chậu to luôn. Nước rồi. Món này là phải bóp. Nước nhiều ấy. Cho nước nhiều. Bây giờ ăn cá. Rồi đấy, tốt đấy. Chắc phải thêm nước đấy. Cứ đấy đi nhỉ. Tí thêm đi. Nước rửa tốt đấy. Nước rửa tốt đấy. Măng qua cơm lọc rồi mình. Cái này măng sạch đấy cô Loan nhỉ? Cô Loan đi mua đấy nhỉ? Măng sạch đấy. Đầu mùa. Ngon lắm đấy. Bốc thang máy này Thiểu. Đây mâm cơm trưa ngày hôm nay nhé anh em nhé. Không có chỗ để rồi đây nhà chú Vinh nhờ. Khả năng bỏ mang cái ra được chú Vinh ạ, để cho trên đá chát kia được. Với cả bát con bỏ xuống dưới chú ạ, một nếu một bát canh nữa để bên kia. Chạm chén đi nào. Đây mời mọi người nha. Rồi lên thôi. Lên thôi cho anh Hoan ơi. Rồi chúc mừng hai em nhá. Thôi lên hai chén đi nhờ.
Rồi mời nha, mời nha, chúc sức khỏe nha. Rồi mời anh em ăn cơm nhá. Khả năng phải nóng lúc quá. Ăn gỏi cá anh em ạ. Chú Vinh cắt cơn đi, chú Vinh ơi. Cắt cơn đi anh em, cắt cơn đi. Cắt phụ gì ạ? Là thế hết cá, gỏi cá đấy. Béo ớt chú Vinh ạ. Bây giờ hả? Động đà đấy. Đi đi. Ừ, nhân nỉ đấy. Ừ, tự nhiên đi, mời anh em nhá. Tiết Khanh nhá. Cũng đông đấy anh Thiết ơi. Ồ, cái này đủ cay đấy. Cho thêm nước măng chua hả anh Oan? Hơi đảo lên thôi nhờ. Cái món là lá sung nhộn nôm này anh em nè. Ngon đấy nhỉ. Mời anh em nhé. Ngon hết anh em. Đủ rồi à chú Vinh? Ừ, thấy nghịch điện thoại rồi. Gỏi cá còn nhiều mà, ăn đi. Rồi vừa tầm cắt tiểu được rồi, vừa được miếng. Mâm này đứng hết rồi à, no rồi à. Đó. Ngày em với cùng mấy các ông các bà sẽ còn ngồi để nhâm nhi nữa. Giờ là mình xin phép kết thúc video của mình ở đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi kênh của mình. Xin chào mọi người nhá.